vợ Lý Hải xúc động vì được con trai tặng quà độc. Hành động không ngờ của con trai lớn nhà Lý Hải khiến ai nấy đều phải sửng sốt. Cuộc sống của gia đình Lý Hải Minh Hà luôn là niềm mơ ước của nhiều người, bao gồm kể các nghệ sĩ. Đầy đủ về vật chất nhưng cũng vô cùng dạt dào về tinh thần, tình cảm. Ấy là những gì mà khán giả thường hay nhận xét về tổ ấm viên mãn này. Chưa dừng lại, dư luận sẽ còn phải cảm thấy ganh tị hơn nữa khi biết rằng con cái của Lý Hải Minh Hà sở hữu tính nết đúng chuẩn con nhà người ta. Mẫu chuyện về anh cả Rio mới được bà mẹ hot girl đăng tải trên Facebook khiến dân mạng hết lời khen ngợi. Mẹ Minh Hà hạnh phúc rớt nước mắt vì món quà bé nhỏ của con trai. Đi làm về, Rio chạy ra tặng mẹ bức thư, làm mẹ bất ngờ hạnh phúc rớt nước mắt. Mở bức thư ra thấy tiền bên trong, mẹ Hà: "Ủa con để tiền trong này làm gì vậy?" Rio: "Tiền để dành của con đó, con tặng mẹ để mẹ muốn mua gì thì mua." Nghe xong muốn vỡ tim. Chưa hết xúc động vì những dòng chữ chan chứa yêu thương, Minh Hà tiếp tục nghẹn ngào khi thấy số tiền bên trong. Vợ Lý Hải cho biết cô sẽ cất số tiền này làm kỷ niệm, ngoài ra còn dự định mua thêm bao thư để các con có dịp bày tỏ tình yêu tới cả nhà. Bố mẹ dư giả điều kiện nhưng Rio vẫn muốn dành dụm những đồng tiền lẻ để tặng mẹ. Cậu nhóc quả là chàng trai ngoan ngoãn, có hiếu từ bé. Dưới phần bình luận, Minh Hà còn trò chuyện với fan về cách dạy dỗ con cái. Hình ảnh mới nhất của gia đình khi đi quay quảng cáo. Hai em bé nhỏ nhất ở nhà, chỉ có Rio, Cherry đi cùng bố mẹ. Cherry điệu đà bị tố dùng gần hết hợp phấn của mẹ. Cô bé càng lớn càng xinh xắn và dễ thương. Hôn ba Lý Hải trong hậu trường. Tám điểm đặc biệt trong đám cưới lần 2 của Lê Phương. Đây đều là những đặc biệt đáng chú ý trong đám cưới lần thứ 2 của Lê Phương. Ngày 8 tháng 8 hôm qua, lễ cưới của nữ diễn viên Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên đã diễn ra tại thành phố Trà Vinh. Đây là lần thứ 2 Lê Phương lên xe hoa sau đổ vỡ hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan từ năm 2015. Gần 2 năm yêu nhau, Lê Phương và Trung Kiên đã trải qua nhiều sóng gió vì khoảng cách tuổi tác cũng như sự hoài nghi tình cảm từ gia đình khán giả. Tuy nhiên đến cuối cùng, cặp đôi vẫn khẳng định tình cảm bền chặt khó tách rời để chính thức về chung một nhà trước sự ủng hộ chúc phúc từ khán giả, bạn bè và người thân. Lễ cưới tại nhà gái ở Trà Vinh ngày 8 tháng 8 hôm qua của cặp đôi cũng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Và điều đáng nói là lễ cưới này của Lê Phương Trung Kiên có rất nhiều điểm đặc biệt. Con trai Lê Phương quấn chặt mẹ suốt ngày cưới, bé cà pháo con trai Lê Phương cũng có mặt ở lễ cưới và không rời mẹ nửa bước. Theo như Lê Phương chia sẻ, bé cà pháo rất thân thiết với Trung Kiên vì cả hai có tính cách khá giống nhau, cho nên sự xuất hiện của bé tại lễ cưới là điều đương nhiên. Tuy nhiên chắc chắn chưa một đám cưới trong showbiz nào có hình ảnh con trai cô dâu lại quấn chặt mẹ suốt ngày cưới. Sự xuất hiện của bé cà pháo cũng khiến lễ cưới tại quê nhà Lê Phương thêm phần đặc biệt. Lê Phương không hề khóc trong ngày cưới. Nếu như nhiều sao nữ thường bật khóc vì hạnh phúc, xúc động trong ngày trọng đại, thì Lê Phương lại ngoại lệ. Trong suốt ngày cưới, nữ diễn viên không hề khóc mà luôn tươi cười thật tươi, rạng rỡ để thể hiện sự hạnh phúc. Đây cũng là chi tiết mà nhiều khán giả chú ý và đánh giá khá đặc biệt trong lễ cưới của Lê Phương Trung Kiên. Tuy nhiên, ai cũng có thể hiểu rằng Lê Phương đã trải qua quá nhiều trắc trở tình cảm, nên khi tìm được bến đỗ hạnh phúc, sẽ không có lý do gì khiến cô phải rơi nước mắt. Nữ diễn viên Ngân Khánh bay từ Singapore về tham dự. Trong dàn khách mời gồm nhiều sao Việt thân thiết với Lê Phương Trung Kiên, thì sự xuất hiện của Ngân Khánh chính là tâm điểm chú ý, bởi nữ diễn viên đã ở ẩn khỏi showbiz được 2 năm dài để đi du học. Theo Ngân Khánh chia sẻ, vì cả hai đã là đôi bạn rất thân từ sau khi đóng chung bộ phim Tường Vi Cánh Mỏng, nên cô sẵn sàng về nước chung vui với Lê Phương. Được biết, để kịp giờ tham dự lễ cưới của Lê Phương, Ngân Khánh cùng một số nghệ sĩ khác đã sắp xếp công việc và đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Trà Vinh ngay trong đêm. Ngày chụp ảnh cưới chính là ngày kết hôn. Đây cũng là một chi tiết mà Lê Phương cũng phải thừa nhận rất đặc biệt và ngay bản thân cô lẫn Trung Kiên cũng không thể ngờ thành hiện thực. Cụ thể, theo tiết lộ từ Lê Phương, cũng vào ngày 8 tháng 8 2016, cô và Trung Kiên đã cùng nhau đi chụp bộ ảnh cưới nhưng chưa hề có kế hoạch kết hôn. Vậy nhưng, đúng ngày 8 tháng 8 2017, tức một năm sau, cặp đôi làm lễ cưới. Với lý giải của Lê Phương, có lẽ do gia đình hai bên đã chấp thuận đúng thời điểm nên ngày trọng đại mới được diễn ra đặc biệt đến vậy. Hai lần tổ chức đám cưới cùng một địa điểm.
Địa điểm tổ chức đám cưới của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan năm 2012 cũng chính là nơi diễn ra lễ cưới của cô với Trung Kiên 5 năm sau tại thành phố Trà Vinh. Ngày 12 tháng 3, 2012, đám cưới Lê Phương Quách Ngọc Ngoan là một trong những sự kiện gây xôn xao tại thành phố Trà Vinh. Thì đến 8 tháng 8, 2017, ngày trọng đại của nữ diễn viên Tường Vi Cánh Mỏng tiếp tục khiến khán giả quê nhà chú ý. Đám cưới của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan năm 2012 được tổ chức tại một nhà hàng ở thành phố Trà Vinh, và đám cưới lần hai của Lê Phương Trung Kiên cũng được tổ chức ngay tại địa điểm này. Hai lần làm đám cưới không có sự xuất hiện của tình cũ Quý Bình. Mối quan hệ giữa Lê Phương và Quý Bình từ lâu đã làm tốn không ít giấy mật của báo chí. Trước khi Lê Phương kết hôn với Quách Ngọc Ngoan, cô đã từng nảy sinh tình cảm cùng Quý Bình. Cũng theo như lời tiết lộ từ Quý Bình trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, anh và Lê Phương đã có khoảng thời gian 8 năm yêu nhau. Từ sau khi Lê Phương kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, những thông tin liên quan đến chuyện nữ diễn viên nối lại tình xưa cùng Quý Bình xuất hiện dồn dập. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ vẫn mong chờ một kết thúc tốt đẹp cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, hy vọng ấy dường như lại không thành hiện thực, khi mà Lê Phương đã một lần khẳng định cô chỉ xem Quý Bình như tri kỷ. Đến nay, Lê Phương đã lên xe hoa lần hai cùng nam ca sĩ Trung Kiên, và Quý Bình thì vẫn lẻ bóng. Đặc biệt hơn, dù có khoảng thời gian mặn nồng, thân thiết gần 10 năm, nhưng cả hai lần Lê Phương tổ chức đám cưới, Quý Bình đều không tham dự. Lê Phương lộ rõ vẻ hạnh phúc hơn hẳn trong đám cưới lần hai. Đám cưới với Quách Ngọc Ngoan ngày 12 tháng 3, 2012 dù rất hoành tráng, nhưng chỉ diễn ra trong không khí ấm cúng đúng nghi lễ. Còn với đám cưới lần hai vừa diễn ra, Lê Phương thể hiện rõ sự hạnh phúc hơn hẳn khi cô không ngại song ca với chú rể Trung Kiên trên sân khấu buổi tiệc. Thậm chí nữ diễn viên còn quậy tưng bừng cùng dàn nghệ sĩ trong tiệc cưới mà trước đó cô chưa hề thực hiện. Lê Phương đã có màn song ca cực ngọt ngào với ông xã Trung Kiên trong lễ cưới. Cô còn quẩy nhiệt tình cùng các bạn bè nghệ sĩ ngay trên sân khấu của bữa tiệc. Màu trắng chủ đạo lễ cưới đã được thay đổi. Trong ngày trọng đại với Quách Ngọc Ngoan 5 năm trước, Lê Phương đã lựa chọn màu trắng để trang trí bữa tiệc vì đây là màu sắc mà cô yêu thích nhất. Tuy nhiên, với đám cưới lần hai, màu trắng mà Lê Phương yêu thích đã được thay thế bằng màu tím. Đám cưới của Lê Phương Quách Ngọc Ngoan được sử dụng màu trắng làm chủ đạo. Còn đám cưới lần hai với Trung Kiên, màu tím được sử dụng cho toàn bộ buổi tiệc. Từ chiếc áo dài mà Lê Phương Trung Kiên diện đến tông màu chủ đạo trong lễ cưới cũng đều màu tím toàn bộ. Điều này khiến nhiều người cho rằng rất có thể Lê Phương muốn hướng đến sự chung thủy trong đám cưới với tình trẻ Trung Kiên. Lệ rơi, tôi phẫu thuật thẩm mỹ xong nhìn giống trai Ấn Độ. Một tuần sau phẫu thuật thẩm mỹ, chàng trai này đã tự tin rảo bước xuống các con phố tại Sài Gòn. Bẵng đi một thời gian không xuất hiện với các clip cover trên mạng xã hội, Lệ rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, để lộ thông tin sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, khiến nhiều người tò mò về mục đích của quyết định này. Nhiều giả thiết cho rằng chàng trai vườn ổi sẽ tái xuất và lấn sâu vào các hoạt động showbiz sau quá trình đập mặt xây lại. Gặp Lệ rơi sau một tuần phẫu thuật thẩm mỹ, khi gương mặt đã bớt sưng phù, anh chàng đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình lột xác của mình. Tôi vào Nam đợt này để tiến hành các cuộc tiểu phẫu thay đổi gương mặt. Tôi đã nhấn mí, nâng mũi và trượt hàm. Tổng thời gian thực hiện kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại gương mặt tôi đã gần như bình phục, Lệ rơi chia sẻ. Hai ngày sau phẫu thuật, Lệ rơi đã ăn uống và sinh hoạt như bình thường. Thậm chí anh chàng không ngừng ngại mang gương mặt mới của mình ra đường gặp mọi người. Chia sẻ về lý do phẫu thuật thẩm mỹ, Lệ rơi cho biết vì muốn thay đổi chính mình nên anh bất chấp sự khuyên ngăn, cảnh báo của các thành viên trong gia đình để vào Nam thực hiện tiểu phẫu. Bản thân tôi cũng lo sợ lắm chứ, bao nhiêu ca phẫu thuật hỏng. Lúc vào bàn phẫu thuật vẫn còn run rẩy sợ nhiễm trùng biến chứng. Khi được bác sĩ thông báo mọi thứ đã hoàn thiện, cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, Lệ rơi kể. Khi những hình ảnh đầu tiên của Lệ rơi sau phẫu thuật thẩm mỹ được chính tay anh chia sẻ, cũng là lúc nhiều người tỏ thái độ ngạc nhiên trước ngoại hình mới mẻ của anh. Tất nhiên có người khen kẻ chê, trước những bình luận trái chiều của dư luận, Lệ rơi vẫn bình thản đón nhận. Hiện tại, Lệ rơi cảm thấy khá tự tin với ngoại hình mới của mình. Trước nghi vấn cho rằng sau khi thay đổi ngoại hình, Lệ rơi sẽ lấn sân vào showbiz, thì anh khẳng định là không có chuyện đó. Tôi đang theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Trước đây có một vài lời mời, nhưng tôi đã từ chối và thời gian tới chắc cũng vậy. Tôi muốn tập trung vào việc kinh doanh, Lệ rơi nói. Sau phẫu thuật,
Lệ Rơi tự thấy mình giống trai Ấn Độ và tự tin diện những bộ đồ mà trước đây mình chưa từng thử. Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Hải Dương. Lệ Rơi từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và văn bằng 2 Đại học Kinh tế Quốc dân. Giữa năm 2014, Lệ Rơi bắt đầu được chú ý trên mạng xã hội nhờ cover các bài hit thời điểm ấy bằng chất giọng thảm họa của mình. Anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng nhờ giọng hát quá phô, lối diễn vụn về cùng việc phát âm chính tả sai trầm trọng. Thế nhưng vẫn rất tự tin thể hiện hết mình trong các clip. Những bài cover của Lệ Rơi sau đó được nhiều người truyền tay nhau như một hình thức giải trí và hài hước.